ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã click vào video của em Yến nha. Cả nhà mình cần liên hệ với em để tham khảo tất cả các dòng xe, hoặc là bất kỳ dòng xe nào cần đặt lịch mua xe thì mọi người nhắn tin cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình nha. Và để nói về những cái dòng xe không cần trả trước tại cửa hàng em, vẫn có thể mua được xe về chỉ cần một giấy tờ là căn cước công dân thôi, thì mọi người sẽ không bao giờ quên được dòng Vision nha cả nhà. Một dòng xe tay ga với mức giá tầm trung và là sự lựa chọn của rất là nhiều bạn ha, cả nam cả nữ đều chạy hợp với dòng xe này. Và đặc biệt là em này có rất là nhiều phiên bản với dao động từng cái loại giá khác nhau để cho mọi người có thể cân nhắc lựa chọn về hình thức tài chính nè, về cái vóc dáng xe từ thấp vừa người đến những cái vóc dáng xe bản thể thao nó cao hơn cái phiên bản tiêu chuẩn, hoặc là cao hơn cái phiên bản đặc biệt như thế này ha. Rồi em sẽ quay cho mọi người một số màu xe cũng như là sẽ cập nhật giá cả cho mọi người luôn nha. Ở đây thì em đang có phiên bản đặc biệt, mọi người lưu ý dùm em, mình sẽ phân biệt theo hai dạng ha. Ở phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì cái cặp mâm quạt này nó sẽ là hình màu bạc đen nha cả nhà. Ví dụ như em sorry mọi người, đây màu bạc đen ha, thì ở phiên bản đặc biệt nó sẽ là màu đen nhám luôn nha. Ở đây thì em lên màu sơn 3D cho mọi người là màu xanh đen ha, màu xanh xi măng. Khi mà anh chị lấy những cái màu sơn 3D bên em thì thủ tục giấy tờ nó sẽ ra đúng màu xe. Màu 3D sẽ được hỗ trợ bảo hành cho mọi người là 1 năm nha. Các trường hợp bong tróc sơn, nổi sơn sẽ được sơn lại hoàn toàn miễn phí cho anh chị em mình luôn. Còn về dòng Vision này thì được hỗ trợ bảo hành máy móc theo chế độ hãng 3 năm hoặc 30.000 cây tại tất cả các cửa hàng Honda trong cả nước nha cả nhà. Đây, ngoài ra thì còn rất là nhiều màu xe khác nữa đây. Một cái màu mão trắng, mão mặt nạ và ốp dè trước màu trắng ha, và cái xung quanh màu đen, sorry mọi người, màu đen ha, và xung quanh là màu trắng nè. Cái mẫu này thì rất là hot năm nay, ví dụ như anh chị nào mà đang có quan tâm dòng xe này, tìm kiếm cái mẫu này thì mọi người liên hệ em Yến để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn và xem hình xe kỹ hơn nha. Ở đây thì em có cho mọi người là đầy đủ tất cả các phiên bản rồi, và sẽ có thêm cho mọi người là phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khóa chìa nè, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt, phiên bản thể thao và phiên bản cổ điển ha, cho anh chị có nhiều sự lựa chọn hơn. Dạ rồi, lại tiếp tục là màu sơn 3D ha, xanh trắng nè cả nhà, màu hồng trắng đen ha, những cái em này lên ôm ra rất là đẹp nè. Màu hồng phấn nha, em này không có bị sến nha, nhìn ở ngoài rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn, không có bị sến nên là mọi người cứ yên tâm nha. Rồi mình lên màu đen hồng đào nha anh chị, đen hồng đào, màu xanh bơ kết hợp với lại đen nha, rất là đẹp ha. Mua góp không cần trả trước, cho nên là mọi người nếu như mà hiện tại đang cần xe đi lại nè, hoặc là đang bị khó khăn về kinh tế một tí xíu, thì mọi người có thể là lựa chọn những cái em xe này để phù hợp hơn nha. Màu xanh ngọc nha, tem màu xanh ngọc đen nè, em này khá là đẹp nha cả nhà, em thấy em này cực kỳ đẹp luôn, quá thông minh cho mọi người nha. Rồi đỏ đen, xanh đen, mình có hồng đen ha. Đối với lại những cái màu sơn 3D ở đây mà em Yến có sẵn mà mọi người không ưng thì cả nhà mình có thể là liên hệ với em để đặt sơn xe theo yêu cầu. Bên em nhận sơn xe này, nhận thiết kế tem theo yêu cầu cho mọi người luôn, và đặc biệt là sẽ nhận sơn sẵn cho mọi người. Ví dụ như anh chị đến trực tiếp cửa hàng là đã có cái màu xe đó cho mình xem rồi ha cả nhà. Hiện tại thì nếu như mà mua góp á, mọi người không cần trả trước hoặc là trả trước từ 20% đến 40% giá trị xe thì sẽ sở hữu được gói cà quẹt gốc nè. Ngoài ra thì ví dụ như mọi người mua xe thì chỉ cần một giấy tờ thủ tục là căn cước công dân thôi. Bạn khách hàng từ 18 đến dưới 60 tuổi là mọi người có thể lên hồ sơ góp được nha. Hiện tại thì chắc là giá xe sẽ dao động từ khoảng 31.700.000 đến tầm khoảng là 37.400.000 cho tất cả các phiên bản. Mọi người cần xem trực tiếp kỹ hơn, ví dụ như màu này hoặc là màu này lên từ phiên bản nào, cả nhà mình cứ nhắn tin cho em ha, em sẽ gửi lại tất cả các màu sơn cho anh chị mình trước và sẽ tư vấn cho mọi người là tùy theo phiên bản nào giá cả bao nhiêu cho mọi người ha, và sẽ hỗ trợ giảm giá cho anh chị như ở đầu video em có tư vấn nha cả nhà. Rồi ngoài ra thì sẽ còn tất cả các dòng xe nè, hoặc là những cái dòng tay ga, những cái dòng côn tay, nhiều sự lựa chọn cho mọi người hơn, cho nên là anh chị mình đang phân vân dòng xe nào mà xem được cái video này thì hãy nhanh tay liên hệ với em Yến để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em, hẹn gặp lại anh chị ở video sau nha. Bye bye mọi người.